Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh trên cả Facebook lẫn YouTube. 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 23 Tây tháng 10 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên thì Phong đã dựa trên cái bản tin mới nhất cuộc điều trần diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó các chuyên gia báo động một vành đai một con đường của Trung Quốc đang đe dọa tới an ninh hàng hải, an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và có thể gây nguy hại tới nền kinh tế của Hoa Kỳ, khi cái xương sống kinh tế của đất nước Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi phía Trung Quốc, vì Trung Quốc hiện nay đang làm chủ khoảng 5 công ty shipping, tức là 5 công ty vận chuyển lớn nhất thế giới, và họ chiếm 18% cái mức vận chuyển trên toàn cầu. Bên cạnh đó là Trung Quốc đã làm chủ và hùng cổ phần hay tịch thu rất nhiều bến cảng của những quốc gia nằm dưới quyền quản lý của họ, và điều này sẽ gây nguy hiểm rất nhiều. Và bây giờ các bạn thấy được cái sự nguy hiểm của cái chiến lược một vành đai một con đường của Tập Cận Bình, chưa nói tới mảng quân sự mà chỉ nói tới cái khu vực kinh tế thôi, là Trung Quốc đang có cái tham vọng là phát triển cái kinh tế của họ, mở rộng trên các bến cảng trên thế giới, làm chủ các bến cảng phi trường và làm chủ các công ty vận chuyển để chiếm lĩnh cái xương sống kinh tế của toàn cầu. Đây là một trong những cái tham vọng lớn của Trung Quốc và đã được các nhà chuyên gia báo động với Quốc hội Hoa Kỳ và kêu gọi phải có một cái chính sách thích ứng với lại cái tình hình mới hiện nay, với sự trỗi dậy của Trung Quốc và cái sự bành trướng của Trung Quốc qua nhiều khu vực trên toàn cầu. Không những là nó đe dọa tới cái xương sống kinh tế của Hoa Kỳ, mà nơi nào mà do Trung Quốc kiểm soát thì sẽ có mặt và được bảo vệ, nhân danh bảo vệ của lực lượng hải giám hay là lực lượng PLA, tức là quân đội cách mạng nhân dân Trung Quốc, thì những cái lực lượng này có mặt ở nơi đó thì có nghĩa là họ sẽ hiện diện trên toàn cầu, quân đội của Trung Quốc sẽ hiện diện trên toàn cầu, và điều này nó đe dọa tới cái trật tự mà Hoa Kỳ đã cùng với cộng đồng quốc tế lập ra trong suốt nhiều năm. Nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ cục diện, và đó là một trong những cái tiềm năng nguy hiểm. Và đó là cái đề tài thứ nhất. Và bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai. Để đối phó với lại cái tham vọng này của Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ phải làm gì để mà đối phó lại với cái chiến lược bành trướng này của Trung Quốc qua những cái chương trình được đặt cái tên rất mỹ miều, rất đẹp, nhưng mà nó che giấu những cái động cơ và những cái âm mưu, gọi là tham vọng của Trung Quốc, giả tâm của Trung Quốc rất to lớn. Trong bản tin mới nhất ngày hôm nay, được tờ Politico, là một tờ báo chuyên về chính trị, đã đưa ra và báo cáo trong cái ngày hôm nay, 23 Tây tháng 10, các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa hiện đang đối diện và thúc đẩy mạnh mẽ Tổng thống Trump trong cái vấn đề phải chấp thuận cái dự luật, ký vào cái dự luật nhân quyền dành cho Hồng Kông. Và đây là một trong những cái áp lực mới nhất mà Đảng Cộng Hòa đã nhắm vào Tổng thống Trump. Trong đó, chúng tôi cần gửi một cái dấu hiệu rất rất rõ ràng là chúng ta đứng bên cạnh người dân Hồng Kông. Và nếu như phía Trung Quốc sử dụng quân đội để mà chống lại cái thỏa thuận, hoặc là đi ngược lại với cái thỏa thuận mà họ đã ký kết năm 1997, chúng ta sẽ phải có cái đáp ứng cần thiết. Đó là lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Hoa Kỳ ở tại Thượng viện. Trong khi đó, bên cạnh cái việc mà Hạ viện thì đã thông qua cái dự luật này rồi và đang chờ đưa lên Thượng viện. Và sau khi Thượng viện đưa lên thông qua thì nó sẽ được đưa vào cho Tổng thống ký. Thì cái tiến trình này đang diễn ra và vẫn chưa biết là chừng nào nó sẽ được đưa lên Thượng viện. Trong ông Mitch McConnell cho biết là ông vẫn chưa có một cái cập nhật mới là khi nào thì cái dự luật này sẽ được chuyển qua cho Thượng viện, và tòa Bạch Ốc thì lại không có đưa ra lời phát biểu gì. Tuy nhiên thì phía Trung Quốc thì đã lên tiếng nói rằng họ sẽ trả đũa nếu như cái dự luật này chính thức biến thành luật. Và kể từ khi mà Tổng thống Trump bắt đầu đưa ra cái cuộc chiến mậu dịch đối với lại Trung Quốc
thì theo cái bản tổng kết mới nhất và vừa được đưa ra bởi lưỡng đảng, thì trong đó là các nhà lập pháp của lưỡng đảng đã giới thiệu và đã đệ trình tổng cộng 150 cái dự luật mà liên quan tới Trung Quốc, trong đó hầu hết đều nhắm vào trừng phạt, chính sách và trừng phạt với Trung Quốc, bên cạnh cái chuyện mà Tổng thống Trump đánh thuế vào các mặt hàng Trung Quốc. Và nếu như Trung Quốc không chịu đi theo cái khuynh hướng tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế mà chúng ta đã đồng ý, và tôi không muốn có bất cứ một cái mậu dịch gì với họ hết. Đó là lời phát biểu của dân biểu Ted Yoho thuộc Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Florida, người được xem là một trong những thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cái ủy ban đối ngoại ở Hạ viện và đặc trách về khu vực Á Châu, đặc biệt là khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đây là lời phát biểu của ông. Và trong đó thì nó đã có cả một năm qua và phía Quốc hội đã bắt đầu cần có những cái chính sách về Trung Quốc, và chính quyền cần phải đáp ứng cái lời đòi hỏi của Quốc hội. Đó là một trong những chuyên gia có tên là Derek Sister, một chuyên gia về Trung Quốc và là thành viên của một cái viện nghiên cứu chiến lược có tên là American Enterprise. Và bên cạnh đó thì đây là một, coi như là một số những cái bản tin khá quan trọng ở trong đó, và chủ yếu là bên Quốc hội Hoa Kỳ, cả lưỡng đảng đều gia tăng áp lực với chính quyền Tổng thống Trump là phải gia tăng cái mức cứng rắn và nghiêm khắc hơn với Trung Quốc. Ok các bạn, đó là toàn bộ cái bản tin ngày hôm nay. Nó sẽ liên can tới cái đề tài đầu tiên. Thứ nhất, lúc nãy tôi đã nói với các bạn, trong cái đề tài đầu tiên tôi đã cho các bạn nhìn thấy một cái bức tranh mà Trung Quốc đã có cái tham vọng kiểm soát toàn cầu qua cái dự án một vành đai một con đường của Tập Cận Bình, mà trong đó là họ kiểm soát các phi trường, bến cảng, kể cả cái hệ thống vận chuyển trên toàn cầu, mà họ chiếm 18%. Lúc nãy tôi đã đưa ra con số cho các bạn, đúng chưa? Thì các chuyên gia đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải có một cái giải pháp để đối phó với cái tham vọng này của Trung Quốc. Thì giống như tôi đã nói với các bạn, nếu như ngày hôm nay Hoa Kỳ vẫn tiếp tục coi Trung Quốc là đối tác, tức là partner, Hoa Kỳ sẽ không làm được điều gì hết. Sẽ không có một cái giải pháp nào để đối phó với tình trạng của Trung Quốc. Trừ phi Hoa Kỳ đẩy Trung Quốc trở thành đối thủ, rival. Thì lúc đó toàn bộ chính sách được thay đổi, thì Hoa Kỳ mới đưa ra được những cái giải pháp để mà đối phó với Trung Quốc. Và cái tiến trình này đang được Quốc hội Hoa Kỳ và kể cả chính quyền Tổng thống Trump đang làm. Tức là để chuyển đổi một cái chính sách đối với Trung Quốc, nó không phải chỉ là một vấn đề để chuyển đổi, mà nó gồm nhiều vấn đề, nhiều hồ sơ, và tất cả các hồ sơ đều thay đổi hết. Nó phải đồng loạt thì mới thay đổi toàn diện cái chính sách và đẩy Trung Quốc trở thành đối thủ. Tức là Trung Quốc từ nay không còn là đối tác của Hoa Kỳ nữa. Thì khi mà để chuyển lại như vậy, thì để tạo ra cái hành lang pháp lý để chuyển đổi chính sách và clear, tức là rõ ràng, anh không còn là đối tác tôi nữa, anh là đối thủ của tôi. Thì để clear những cái này, thì phía Quốc hội phải đưa ra đệ trình những cái dự luật. Và trong cái những cái dự luật đó, nó sẽ căn cứ trên từng cái hồ sơ để thay đổi toàn diện với Trung Quốc. Thì trong một trong những cái hồ sơ mà mới duy nhất mà tờ South China Morning Post đăng liên quan tới việc mà lưỡng viện Quốc hội đang áp lực Tổng thống Trump là phải ký cái dự luật nhân quyền đối với Hồng Kông. Và họ nói rõ ràng, hai vị dân biểu đó đều nói rõ ràng. Thứ nhất là nếu như Trung Quốc sử dụng quân đội với mà đi ngược lại với những gì họ đã ký kết năm 1997, thì chúng ta phải có đáp ứng thích đáng. Đó là cái lời phát biểu của ông Graham Lindsay, tức là một trong những thượng nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ. Và người thứ hai đã đưa ra cái lời khẳng định là nếu như Trung Quốc không đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế, thì Hoa Kỳ không cần thiết phải làm ăn với lại phía Trung Quốc. Đây là một trong những cái lời khẳng định của dân biểu Ted Yoho. Nguyên văn là nếu Trung Quốc không đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế mà chúng ta đã đồng ý, tôi không muốn có một cái trao đổi mậu dịch nào với họ hết. Thì cái điều này khẳng định cái cương quyết thay đổi chính sách. Thì bây giờ là đầu tiên thì các bạn thấy cái chính sách đầu tiên. Cái đầu tiên hết là các cuộc điều trần.
tức là quốc hội sẽ mở ra để thay đổi tất cả những chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, biến họ trở thành đối thủ. Thì chuyện đầu tiên hết theo cái lộ trình là các cuộc điều trần. Trong các cuộc điều trần này thì tất cả các hồ sơ, từng hồ sơ một, các chuyên gia, những người làm trong lĩnh vực đó sẽ lên xuất hiện trước quốc hội, cả lưỡng viện quốc hội nha các bạn, cả thượng viện lẫn hạ viện, điều trần và đưa ra những cái thông tin chính xác về cái tình hình của từng cái hồ sơ trước khi mà quốc hội bắt đầu, họ có đầy đủ cái bức tranh về tất cả mọi góc cạnh của Trung Quốc. Lúc đó mới hoạch định được cái chiến lược đối phó với Trung Quốc và cái chính sách mới đối với Trung Quốc. Ví dụ là hôm qua hôm kia là cái cuộc điều trần liên quan tới cái vấn đề quân sự, thì cho thấy là Trung Quốc đang có cái giả tâm để mà phát triển cái mạng lưới quân sự của họ ở khắp nơi, trong đó có Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có Phi Châu, trong đó có cả khu vực Ấn Độ Dương. Thì những chuyên gia quân sự, tức là những người bên Ngũ Giác Đài ra điều trần, thì họ phải kê khai tất cả những cái sự hiện diện của Trung Quốc ở những quốc gia nào và đang xây dựng cái gì, đang tiến đến cái gì và đã mướn được cái gì. Ví dụ như vừa rồi các bạn thấy là Trung Quốc đã gia tăng cái mạng lưới quân sự của họ trên Biển Đông, rồi họ vừa ký kết mướn một cái đảo 77 năm của Solomon để xây dựng căn cứ hải quân ở Nam Thái Bình Dương. Thì tất cả những cái thông tin này sẽ được bên Ngũ Giác Đài trình cho quốc hội, cho thấy cái mạng lưới quân sự của Trung Quốc hiện nay đang trải bao nhiêu nước, như thế nào, và đang có những cái dự tính xây dựng những căn cứ hạ tầng cơ sở như thế nào. Kể cả ở Campuchia, các bạn còn nhớ là Campuchia vẫn chối là không có cho Trung Quốc mướn cái căn cứ hải quân cũ, nhưng mà theo các dấu hiệu cho thấy là Campuchia vẫn cho Trung Quốc mướn. Thì các bạn thấy đây là toàn bộ cái bức tranh về hồ sơ quân sự. Rồi tới cái hồ sơ kinh tế, thì tới cái hồ sơ kinh tế, mức nhập cảng của Trung Quốc vào Hoa Kỳ bao nhiêu, xuất cảng của Hoa Kỳ qua Trung Quốc bao nhiêu. Rồi cái này thì các bạn đã thấy qua trong tất cả những cái cuộc chiến về mậu dịch mà đã phanh phui trong thời gian qua. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy các chuyên gia đang điều trần về cái một vành đai một con đường và cảnh báo, gần như là báo động, tức là nó gọi là cái warning, là một cái lời báo động là Trung Quốc đang thống trị các cái bến cảng, các cái đường hàng hải, các cái phi trường để bắt đầu kiểm soát cái ngành vận chuyển, ảnh hưởng tới kinh tế. Thì đây hôm nay sẽ là cái bức tranh của toàn bộ cái những cái gì liên quan tới kinh tế của Trung Quốc. Rồi cái thứ ba là cái hồ sơ nhân quyền. Thì các bạn thấy là lưỡng đảng đã bắt đầu áp lực Tổng thống Trump phải ký trong cái dự luật này, cái dự luật mà dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông. Rồi vừa cách đây 2 tuần thì chính quyền Tổng thống Trump đã ban lệnh cấm vận đối với lại 28 cơ sở và công ty của Trung Quốc dính líu tới cái cuộc đàn áp bức hại người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Thì tất cả những cái hồ sơ này, thì trong những cái ngày tháng sắp tới, các cuộc điều trần trên cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì tất cả những cái hồ sơ của Trung Quốc, cho dù bất kỳ một góc cạnh nào, cũng sẽ các chuyên gia của những ngành đó và của những cái lĩnh vực đó sẽ ra điều trần trước quốc hội. Thứ nhất là báo cáo những con số mà họ đã ghi nhận được trong cái thời gian mà quan sát về những cái hoạt động trong cái lĩnh vực của họ đối với Trung Quốc. Và thứ hai, cái quan điểm của họ, đưa ra cái nhìn của họ để quốc hội có được một cái point of view, tức là một cái tầm nhìn rõ hơn về cái chính sách để họ hoạch định. Và những cái này là các bạn thấy tại sao trong mấy tuần lễ qua liên tục quốc hội có những cuộc điều trần đều dính dấp tới Trung Quốc. Thì đây chính là một trong những cái bước đầu tiên là phải nghe hết tất cả để có toàn bộ cái bức tranh về Trung Quốc. Thì đó là cái bước đầu tiên để mà bắt đầu thay đổi chính sách. Bước thứ hai sẽ là những cái dự luật được đệ trình. Những dự luật đó cho từng cái lĩnh vực, dù là kinh tế, quân sự, nhân quyền hay là ngoại giao, thì nó sẽ có từng cái một. Khi đó họ sẽ viết lại những cái dự luật để mà đưa lên quốc hội để mà bỏ phiếu, rồi sau đó đưa cho tổng thống ký. Tức là dự luật đó sẽ là cái bước thứ hai để mà bắt đầu thay đổi chính sách. Và bước cuối cùng, bước thứ ba là bắt đầu áp dụng những cái luật đã được ký, ban hành. Là coi như đến cái bước thứ ba là toàn bộ cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc thay đổi hoàn toàn. Sau những cái bước này
thì lúc đó mới tới những cái bước kế tiếp là đối ngoại. Đối ngoại là như thế nào? Là dựa trên những cái luật đã được ban hành, chính phủ Hoa Kỳ phải áp dụng những cái luật này sau khi được Quốc hội thông qua, được Tổng thống ký, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải áp dụng những cái đạo luật này. Và khi áp dụng những cái đạo luật này thì bắt đầu là bước qua cái phần đối ngoại. Có những cái đạo luật nó sẽ dính dấp tới cái việc đối ngoại. Ví dụ như là cái thỏa thuận năm 1982 thừa nhận One China Policy, tức là một chính sách một nước Trung Quốc. Lúc đó là gạt Đài Loan ra khỏi cái Liên Hiệp Quốc và cái quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Thì khi mà xét tới những chính sách đối ngoại, họ sẽ rà soát lại hết những cái chính sách cũ đã từng ký với Trung Quốc. Họ sẽ rà soát lại, bây giờ mình đã có cái đạo luật mới rồi, cái chính sách này bây giờ nó vi phạm cái đạo luật này, cho nên mình phải bãi bỏ. Thì lúc đó chính phủ Tổng thống Trump sẽ phải bãi bỏ tất cả những cái gì đã ký kết với Trung Quốc trước đây mà nó vi phạm vào những cái đạo luật mới của Hoa Kỳ. Khi Quốc hội thông qua, nó sẽ bãi bỏ hết. Thì lúc đó các bạn thấy rõ ràng là, giống như tôi đã nói, dọn đường cho Đài Loan độc lập, thì nó cũng nằm trong cái dấu mốc này. Bây giờ trong cái giai đoạn khúc này là cái giai đoạn mà Quốc hội đang tìm hiểu toàn bộ những gì Trung Quốc đang làm. Do đó liên tục các bạn thấy các cuộc điều trần diễn ra. Hầu như bất cứ cuộc điều trần nào, dù ở Hạ viện, dù ở Thượng viện, đều có những cái agenda, tức là những cái nghị trình liên quan tới Trung Quốc. Dường như là từ họp từ cách đây, trước khi mà bên Hạ viện nghỉ 2 tuần lễ trước đó rồi, thì là toàn bộ các cái nghị trình của Hạ viện và các cái nghị trình của Thượng viện đều có ít nhất vài ba cái agenda, tức là vài ba cái nghị trình liên quan tới Trung Quốc nằm trong các cái cuộc họp hearing, tức là điều trần để họ lắng nghe. Tại vì lúc này là cái giai đoạn này, tôi nghĩ từ đây cho tới cuối năm là cái giai đoạn tổng kết tất cả những cái hồ sơ liên quan tới Trung Quốc, là cái giai đoạn từ đây tới cuối năm. Và qua năm 2020 thì cái giai đoạn kế tiếp là các thượng nghị sĩ, các dân biểu sẽ ngồi xuống và viết những cái dự luật thay đổi từng cái lĩnh vực đối với Trung Quốc, tức là viết những cái dự luật từ quân sự cho tới kinh tế, cho tới nhân quyền, cho tới ngoại giao, và cho tới những cái thỏa ước với những quốc gia khác liên quan tới Trung Quốc, nó sẽ được thay đổi. Thì khi mà họ viết lại những cái dự luật này thì đương nhiên nó sẽ có một cái lộ trình để bỏ phiếu. Thì kéo bắt đầu từ đầu năm thì các thượng nghị sĩ, các hạ nghị sĩ hay là các dân biểu, họ sẽ ngồi xuống và viết những cái dự luật theo từng cái chuyên môn của từng người. Ví dụ như cái ông mà, tôi lấy ví dụ thôi, ông Adam Schiff là chủ tịch của cái quỹ ban tình báo ở Hạ viện Hoa Kỳ, thì ông phải viết cái dự luật liên quan tới tình báo, tức là giới hạn và là có những cái luật gắt gao hơn để đề phòng cái hoạt động gián điệp đánh cắp thông tin của Trung Quốc. Rồi tới phiên ông chủ tịch của cái quỹ ban đối ngoại Hạ viện đi, thì ông là chủ tịch quỹ ban đối ngoại, thì ông phải rà soát lại tất cả những cái thỏa ước nào mà liên can tới Trung Quốc về tình trạng đối ngoại, ký với những quốc gia khác, thì ông sẽ phải thay đổi và viết cái luật lại hết, adjust lại hết. Rồi đại khái là mỗi một cái ông phụ trách một cái phần ở trong Hạ viện hay Thượng viện đều phải viết cái dự luật, và nó sẽ kéo dài cái cuộc bỏ phiếu cho từng thời kỳ họp của họ, kéo dài cho tới mùa hè hoặc là tới cái mùa bầu cử năm tới luôn. Để khi mà tới cái bầu cử của Hoa Kỳ thì coi như tất cả những cái dự luật này sẽ phải được viết xong và sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong từng giai đoạn. Cho tới cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ thì ít nhất có vài đạo luật, tôi nói ít nhất thôi, có vài đạo luật sẽ được thông qua ở Hạ viện, Thượng viện và Tổng thống ký ban hành. Thì đến cuối năm tới là coi như toàn bộ chính sách thay đổi. Toàn bộ chính sách sẽ được thay đổi hoàn toàn, và coi như Trung Quốc chính thức trở thành đối thủ của Hoa Kỳ, rival. Tức là Trung Quốc sẽ, và những cái chính sách mới này sẽ áp dụng với Trung Quốc, không còn là cái chính sách dành cho đối tác giống như ngày xưa nữa. Thì đây là một trong những cái lộ trình tôi giải thích để nhiều bạn cứ nói, ô tại sao mà Trung Quốc đã làm ABCD mà mình Mỹ không làm gì hết, Mỹ không làm gì hết. Cái gì nó cũng phải có lộ trình. Giống như tôi nói, lộ trình nó đi từng bước một. Tại vì đối phó với một cái nước rộng lớn và cái đảng Cộng sản Trung Quốc, nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó là một cái lộ trình, một cái chiến lược dài hạn.
một cái chiến lược dài hạn, và sau khi mà có những cái này rồi thì lúc đó chính quyền đương nhiệm, tức là chính quyền Tổng thống Trump, nếu ông tái đắc cử lần thứ hai, lại phải đưa ra cái chính sách mới đối với Trung Quốc, là dựa trên những cái đạo luật của Hoa Kỳ mới ban hành và mới được ký kết, mới được thông qua. Dựa trên cái đó thì ông Trump mới hoạch định được một cái chính sách rõ nét với Trung Quốc. Tức là cái chính sách đó bắt đầu từ khi mà hoạch định được cái chính sách đó rồi, thì lúc đó sẽ áp dụng cái chính sách đó, là những cái chuyện hợp tác với Trung Quốc sẽ bị giới hạn. Có những cái hợp tác sẽ được chấm dứt ngay tại chỗ, không được phép hợp tác thêm nữa. Ví dụ là cái ngành khoa học kỹ thuật. Dưới thời của Clinton, Bush, Obama thì Trung Quốc, khoa học gia Trung Quốc làm việc với khoa học gia Hoa Kỳ rất nhiều. Họ có chia sẻ những cái thông tin, những cái nghiên cứu. Nhưng với cái tình trạng mà Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ, họ thông qua một cái dự luật mới, và trong đó buộc là không thể cung cấp thông tin bất cứ cái gì liên quan tới Trung Quốc, thì có nghĩa là các nhà khoa học gia Hoa Kỳ sẽ chấm dứt hợp tác với các khoa học gia của Trung Quốc. Tại vì cái đạo luật mới nó ra là như vậy. Thì khi chấm dứt rồi là coi như là xong, không còn có cái sự liên hệ gì nữa hết. Và các khoa học gia Hoa Kỳ mà trao đổi tin tức với lại và thông tin với lại khoa học gia của Trung Quốc thì có thể vi phạm cái luật của Quốc hội ban hành. Đó, tôi giải thích như vậy để cho mọi người hiểu được là cái gì nó cũng có cái lộ trình. Và từ đây cho tới cuối năm, tức là hôm nay là tháng 10, gần cuối tháng 10, chúng ta còn tháng 11, tháng 12 là tới cuối năm, thì trong vòng 2 tháng này là chỉ là cái thời gian cho các cuộc điều trần liên quan tới Trung Quốc thôi. Nó chưa có một cái dự luật nào hết, nó chưa có một cái gì cả. Tuy nhiên, sau khi mà các dân biểu, thượng nghị sĩ đã lắng nghe tất cả các cuộc điều trần rồi, thì tùy theo chuyên môn của từng người ở trong Quốc hội, họ sẽ viết thành luật. Và sau đó họ được điều chỉnh, họ modify, họ điều chỉnh lại làm sao cho nó thích hợp trong cái giai đoạn này. Rồi lúc đó họ sẽ kiếm một hai dân biểu, ba đồng nghiệp bảo trợ để đưa ra sàn thượng hạ viện, hay là đưa lên sàn thượng viện. Rồi lúc đó mới chuyển qua cho tổng thống. Rồi tổng thống lại phải căn cứ trên cái chính sách, những cái gì ông đang thương thảo với Trung Quốc, ông duyệt xét, có những cái ông sẽ veto, tức là có những cái ông sẽ phủ quyết, tại vì nó ảnh hưởng tới cái cuộc thương lượng của ông với Trung Quốc. Thì có những cái ổng sẽ đồng ý ông ký ngay, nhưng có những cái ổng đòi hỏi là nếu mà không chỉnh sửa lại thì ổng veto, tức là ổng phủ quyết. Thì sẽ xảy ra tình trạng này chứ không phải không có. Thì nhưng mà ít nhất là chúng ta nhìn được những cái cuộc điều trần, chúng ta nhìn được những cái bản báo cáo trong giai đoạn này, thì chúng ta đã thấy được là Hoa Kỳ đã bắt đầu thay đổi toàn bộ chính sách đối với Trung Quốc một cách rất rõ nét. Và điều này nó có lợi không phải chỉ cho Hoa Kỳ, mà cho tất cả những quốc gia bên ngoài, đối tác của Hoa Kỳ, đồng minh của Hoa Kỳ. Tại vì lúc đó Hoa Kỳ sẽ áp dụng chính sách mới. Và khi họ áp dụng chính sách mới thì có nghĩa là các quốc gia xưa nay đi hai hàng có thể sẽ phải chọn lựa. Hoặc là các quốc gia xưa nay thân cận với Mỹ và có cái quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ thì sẽ siết chặt cái mối quan hệ đó hơn, để có được cái sự bảo đảm từ phía Hoa Kỳ. Thì đây là một trong những cái mà tôi phân tích cho các bạn rõ từ cái đề tài đầu tiên. Cái đề tài đầu tiên thì tôi có nói cho các bạn nghe về cái tác hại và cái nguy hiểm, cái tham vọng của Trung Quốc về một vành đai một con đường. Và ở trong cái đề tài này, thì khi mà cái trong cái đề tài đầu thì các nhà chuyên gia đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Quốc hội phải có giải pháp và phải có một cái chiến lược đối phó. Thì trong cái đề tài này, tôi đem những cái tin này lên để cho các bạn thấy rằng là chính phủ, Quốc hội đang làm việc để thay đổi toàn bộ cái chính sách đối với Trung Quốc. Và như vậy, cái điều mà chúng ta có thể khẳng định là Trung Quốc đã không còn là đối tác của Hoa Kỳ nữa. Họ đã bước chính thức, bước chân vào trong cái ghế màu cam rồi. Thì tôi vẫn nói với các bạn, màu xanh, màu cam, màu đỏ. Màu xanh tức là đối tác làm ăn vui vẻ. Màu cam tức là đối thủ sẽ có những cái sự giới hạn. Và khi mà nghiêng qua tới màu đỏ thì là kẻ thù. Thì bây giờ Trung Quốc đang ngồi ở cái ghế thứ hai rồi. Thì đây là một trong những cái để cho các bạn thấy rõ, không phải là Hoa Kỳ không làm việc, mà Hoa Kỳ vẫn đang làm việc. Và cái gì nó cũng có lộ trình, nó cũng có cái roadmap, và nó cũng có cái protocol, tức là cái quy trình của nó. Và trước khi nó bắt đầu chính thức, thì tôi nghĩ từ đây cho tới năm 2022, Trung Quốc chuẩn bị để mà đối đầu với Hoa Kỳ.
Đó là một trong cái nhận định của tôi. Và đó cũng là bài nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái phần nói chuyện này của Phong trong cái chương trình Hilton, cái chương trình tin cập nhật buổi tối. Các bạn có thể đem cái đề tài này lên để chúng ta tiếp tục thảo luận, hoặc là các bạn có thể đem những cái tin cập nhật mới nhất của Phong lên, chúng ta cùng thảo luận trong cái chương trình tin cập nhật lúc 6:30 giờ California buổi chiều, tức là 8:30 giờ Houston, Texas, tức là một tiếng đồng hồ nữa thì Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người. Và trước khi chia tay thì vẫn mời tất cả mọi người xem lại cái trailer về diễn hành Tết năm nay tại Lido Sài Gòn. Cảm ơn tất cả mọi người. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi này. Hành trình 45 năm xây dựng của cộng đồng người Việt, nơi mệnh danh là thủ đô tị nạn cộng sản của người Việt trên toàn thế giới. Những con phố thương mại sầm uất do người Việt xây dựng, những mái chùa đầy màu sắc cổ kính do Phật tử gốc Việt dựng lên, những ngôi nhà thờ trang nghiêm với sự đóng góp không ngừng nghỉ của tín đồ gốc Việt, những màu sắc rực rỡ trong hội chợ Tết của người Việt tại quận Cam, những truyền thống tốt đẹp mang bản sắc Việt chưa bao giờ phai nhạt. Hãy về dùng nắng ấm Cali để thưởng thức không khí Tết với những bản sắc cổ truyền dân tộc. Xuân Tri Ân Canh Tí năm 2020 tại quận Cam, California sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết. Cuộc diễn hành truyền thống trên đại lộ Trần Hưng Đạo với hàng chục ngàn người và đầy rực rỡ, biểu tượng thành công của cộng đồng Việt. Hội chợ Tết với hàng trăm ngàn người tham dự mỗi năm với đầy đủ các trò chơi giải trí lành mạnh và văn hóa ẩm thực không nơi nào có. Thăm viếng các danh lam thắng cảnh như khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, khu tượng đài thuyền nhân, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Disneyland, Northberry Farm. Hành hương đến các ngôi chùa lớn nhất tại quận Cam, những thánh đường lừng danh thế giới cổ kính sang trọng. Thưởng thức chợ hoa của Lý Đô Sài Gòn, chiêm ngưỡng những màn đốt pháo, múa lân rộn rã trong ngày Tết. Đón giao thừa với các nghệ sĩ và những chương trình văn nghệ đặc sắc ngay giữa trái tim của Lý Đô Sài Gòn và gặp gỡ hàn huyên với bạn bè đồng hương. Tất cả sẽ diễn ra trong tuần lễ cuối tháng Giêng năm 2020 từ 24 đến 30, chỉ có tại Lý Đô Sài Gòn ở quận Cam, California. Mọi chi tiết ghi danh tham dự diễn hành, khách sạn, hành hương, thăm viếng, liên lạc ban tổ chức qua địa chỉ diễnhanhtet@lidosaigontet.com hoặc vào trang web của ban tổ chức tại lidosaigontet.com để biết thêm chi tiết. Muôn người hạnh phúc tràn hòa, ước mơ hạnh phúc nơi đây, hướng thành bình dân. Quý vị lo ngại về những thay đổi luật thuế của năm 2018 và 2019.